Nó Dạ. nói anh là đi chùa Hộ Pháp một hai lần, anh thấy ông này ông rất là tốt. Từ chỗ đó anh về anh giới thiệu với thị trấn Long Hải biết bao nhiêu người lên chùa Nhận Đức. Dạ. Thì những anh em kêu bằng ngang ngược bướng bỉnh không tin trời đất luôn đó. Mà Dạ. lên là thấy Nhận Đức là giảng những cái bài giảng đúng. Điểm thứ hai nữa là thật thật thà, cái gì tụi anh quý mến ông Nhận Đức. Dạ. Anh em nào cũng kính nể ông hết trơn á. Cái nỗi em là dân Bá Sơn Bắc Ninh, là dân trời thần đất lỡ mà nghe cái chuyện của ông nói làm cái gì. Tuy là ông có lớp 3 thôi nhưng ông nói đúng, mà Dạ. ông hành trì, ông hành trì mà nếu mà cho bà những anh em nào biết đạo mà nếu mà hành trì hơn những đức em biểu về Vinh Côn không phải á, anh cộng cho đi ỉa đi lái luôn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì có một cái anh ở Long Hải, Vũng Tàu gọi điện thoại cho mình nói hết sự thật về thầy Nhuận Đức, và anh cũng có nói là ngày xưa cũng có một cái số người anh nói chung là ngang tàn ở ngoài đời, thì khi gặp thầy Nhuận Đức cũng đã quy phục thầy, nói chung là quy phục luôn á. Thì cái câu chuyện nó như thế nào thì bây giờ xin mời cô chú anh chị cùng theo dõi. Có gì không chú? Thì anh nói em thấy cũng rất hay á, anh ráng cố gắng giúp cho ổng thêm chút nữa đi nha. Dạ. À, cái này cái số điện thoại của kênh con, không phải của WhatsApp. Vậy hả? Dạ, giờ có chú là Phật tử hả? Không phải Phật tử mà nhưng ở Vinh Cô không phải á, cũng có lên chùa Nhân Đức 5 7 năm trước đi cũng thường, thấy ổng cũng tội ổng này kia nọ. À, sao chú có thể chia sẻ về ông thầy Nhuận Đức được không? Thì so ra mình nhận thấy thì ổng rất là tốt anh ơi. Dạ. Anh cũng theo dõi từng anh từng chị gì đó có đi chùa Pháp nhiều á, có được 70-80% tốt chứ đâu có phải dở đâu. Dạ thì bây giờ do cái phát ngôn đó không có đúng chuẩn mực của nhà tu đó. Thì thấy có chỉ chút xíu đó thôi mà làm thấy quá đáng quá. Dạ, thì thầy cũng đã xin lỗi rồi, đi nhờ thầy cũng buông bỏ đi rồi, nhờ kiếm chưa có Em có coi theo mạng thì cũng biết ổng ra khỏi chùa biết bao nhiêu người là buồn bã vì ổng. Dạ, rồi chú đi lúc trước chú đi chú gặp có gặp thầy không? Thì gặp thường mà thầy vô nhà bếp thầy nấu cơm nó đồ trong nhà bếp thường mà. Dạ, thì có trò chuyện với thầy đâu không? Cũng có Dạ, thấy tánh thầy sao? thì tánh của thầy rất là tốt chứ không có gì hết, mà có một cái là ngay thẳng à, thấy gì nấy nói nấy á. Dạ, thấy gì nói nấy ha. Hoặc như là những cái con chim á, mà ổng thả mấy con chim mạnh nó bay lẹ, mấy con chim yếu mấy con chim mất sức á, thì nó bay vòng 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 trong cái quần đó mình cũng thấy vậy. Có một cái ổng thấy sao ổng giận hết chứ đệ tử ông nói vậy thôi chứ không có gì đâu. À, là cái vụ chú nói là vụ thả chim phóng sanh. Cái chim phóng sanh là một rồi, đụng với cà me lại chùa ổng mình cũng nghe hôm giờ đó. Dạ, chim phóng sanh là chú có thể giải thích giùm con thêm cái vụ chim phóng sanh không? Thì phóng sanh là mình có đứng coi thường là hàng tuần mà. À, chú đứng đó luôn. Đâu có gì đâu, giả tỷ như là chim á thì nói thẳng với anh là như vậy, những con chim mạnh á thả là nó bay liền phải không? Dạ. Còn những con chim yếu á thả ra nó quần 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 trong cái quần, với lại nó quần dưới chân với đồ mà mình sợ nó đạp rồi đúng lúc mình còn bắt mình đem chỗ khác mà. Cái đó ông đâu À. nói bậy, ông đâu nói bậy đâu. Dạ, thì do là cái những cái con chim yếu nó quần quần ở quần, thầy cũng dạng kiểu như là nó vui là con chim này nó mổ chim kia á hả? Cũng nghĩ là bay bay vô ống quần á là nó lung tung trong cái ống quần thôi, ổng chỉ vậy thôi chứ còn cái này kia mổ hay cắn gì đó là trong mạng có hay không đó mình không biết. À, còn như mà thầy là không có nói vụ đó hả? Thì thầy có nói cái vụ đó, Dạ, thầy có nói thì nói thầy chung có là nói vụ mà chim bay ống quần, thầy có nói trên mạng có, dạ mà cái đó là sự thật chứ không phải thầy đắc diện á. dạ còn 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 mình thì đời ông nội ông ngoại tu trên núi ông Hải nè, mà so ra thì mình cũng đã biết đạo Phật pháp cũng trên 40 năm rồi, dạ mà mình nhận thấy trong đất nước Việt Nam này chỉ mình kính phục Nhận Đức thôi á. dạ do lý do nào mà chú kính phục thầy thì Nhuận Đức? Và trước hết đó là ổng chưa bằng thành trì với Phật pháp, sau Dạ nữa là lo các cụ già, rồi biết dạ thương người,
Ông lấy trong kinh Phật ông nói ra, rồi ông lấy chuyện đời ông mới vô, cái đó là ông mới đúng á. Dạ. Nếu ông kêu bằng những ông hồn mà hơn nhà Đức á, em nói về Long Hải á, Duyên Côn Hải á, anh cổng người đó thì ỉa luôn. Dạ. Anh dám nói một câu á, nếu ông nào làm được, nhưng lúc anh cũng bức xúc nhiều lắm mà, nhưng hôm giờ anh cũng lên ổng được, anh đỡ anh lên chùa ổng mà. Dạ. Hiện tại giờ anh còn còn lên chùa ổng không? Hôm giờ anh cũng bận trong chuyện lu su vu, tụi nhỏ đi học rồi á, anh chưa có lên được, lãnh đổi anh cũng lên á. Dạ, trên đó cũng lên ha, lên thăm các cụ già ha. À, lên các cụ già, nó thẳng anh dắt cũng nhừng những anh em kêu còn ngang ngược bướng bẩn mà lên điều phục nhân đức hết á. Anh theo dõi á. Dạ, nói chuyện mà sao anh muốn khóc luôn vậy? Hả? Nói chuyện mà sao anh muốn hôm khóc giờ, luôn? Hôm giờ anh cũng buồn 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 dữ lắm bộ, nó lúc coi mạng cũng là khóc nước mắt với ổng á, nó thẳng em á. Dạ. Bữa nay tưởng coi thấy chú Sáu gì ngồi nói đó anh thấy cũng được. Rồi điện á, mình cũng chưa biết ai, anh em mình chưa gặp mặt nhau. Dạ, thì bác Sáu thì bữa nay là không có đây rồi. Anh có thể chia sẻ cho em thêm về cái vụ mà nãy anh nói là những cái người mà ngoài đời kiểu như là giang hồ dữ dằn đó, tính tình ngang bướng rồi đó. À, gặp thầy là phải cái kiểu như là tu tâm dưỡng tánh, anh có thể kể sơ cho em dựng đó được không? Được luôn, em sẵn sàng nói hết luôn. Dạ. Nói đó, anh là đi chùa Hộ Pháp một hai lần, anh thấy ông này ông rất là tốt. Từ chỗ đó anh về anh giới thiệu với thị trấn Long Hải biết bao nhiêu người lên chùa Nhận Đức. Dạ. Thì những anh em kêu bằng ngang ngược bướng bỉnh không tin trời đất luôn đó. Dạ. Mà lên là thấy Nhận Đức là giảng những cái bài giảng đúng. Điểm thứ hai nữa là thật thật thà, cái gì tụi anh quý mến ông Nhận Đức. Dạ. Anh em nào cũng kính nể ông hết trơn á. Cái nỗi em là dân bác thương bác nghinh, dân trời thần đất lỡ mà nghe cái chuyện của ông nói làm cái gì. Tuy ông có lớp 3 thôi nhưng ông nói đúng. Dạ. Mà ông hành trì, ông hành trì mà nếu mà những anh em nào biết đạo mà nếu mà hành trì hơn Nhận Đức, em biểu về Vinh Côn không phải á, anh cộng cho đi ỉa đi lái luôn. Là đây cũng có ông anh cũng từng đi chùa Nhận Đức nè. Dạ. Hello. Dạ, dạ em nghe. À, quê đâu vậy em? Dạ em ở Long An, anh có thể chia sẻ cho em biết thêm về thầy Nhân Đức không? Tại vì nói thiệt với em, Nhân Đức hồi đó giờ anh cũng ngang lắm. Thầy cũng ngang tàn lắm nghe. Chùa chuyện anh không cần không cần tới, nhưng mà đã nhận chuyện Đức á. Nghe ông nói thần diễn nhân pháp á, thì hay quá hay. Thứ nhất, thứ hai thì là ông nuôi cụ già, là thầy làm thầy mà cũng vẫn là nấu cơm cho Phật tử ăn. Là anh khen ông hai chuyện điều đó. Dạ. Anh đúng đúng lắm, nhưng mà có điều mà từ đầu mà anh không quên nữa là ông đụng vào chuyện Khmer cũng sai bậy. Dạ, thì anh cho em hỏi anh là cũng như là anh nãy là giới thiệu là anh cũng là một cái người mà là ngang tàn, nó kiểu như là mình không có sợ ai á. Mà khi mà khi anh nãy giới thiệu là anh là cũng là một cái người không có sợ ai, không biết sợ ai ngoài đời. Đúng rồi, rằng em á. Là em của anh, em trai của anh. Em. Dạ, rồi đi lên trên thầy đó mấy lần thì nghe thầy giảng rồi nói chuyện với lại cái cách ứng xử ở ngoài đời. Lên trên là cũng 5 năm rồi em. Anh hai anh em lên trên 5 năm trời rồi. 5 năm rồi. Đi chùa đó. Dạ. Là lạy hồi trước là lạy Quan Âm Bồ Tát á, lạy 500 lạy. Mà bây giờ lạy 1.000 lạy đó. Lạy Bồ Tát là thầy Nhân Đức là lạy 500, bây giờ lạy 1.000. 1.000 rồi đó em. Ý trời, sao, đi... sao lại nói? Ở vậy, là ổng đi, ổng là lãnh hai cái chùa luôn. Ổng làm là ba thầy, thầy 19, 17, 18, thầy bên 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 chùa Bảo Pháp. Qua 19, thầy bên chùa Trung Lâm. Dạ. Ổng làm mấy đêm á. Dạ. Là ổng giỏi lắm, nhưng mà dạ. Có cái... Anh nói đi. Có cái là ổng tu hay, ổng tu hiền, ổng tu lại, ổng học được trong cái kinh Phật á. Trong kinh Phật ông nói ra không à, chứ không phải làm học ở bề đời hay chỗ đó đó. Dạ, nói chung là do thầy Nhận Đức là áp dụng cái kinh của Phật, là áp dụng vào cái cuộc sống hiện thực, là mà những cái Phật tử đi là thấy hiệu quả. Dạ đúng không anh? Tại vì á còn chùa Phật Quang tụi anh cũng có đi luôn mà nhưng cái chùa Phật Quang tụi anh không cấm được vào cái điểm gì hết trơn. Sao vậy anh? Tại vì chùa quan á, tụi anh lên á thì thấy cái những mà cái ông đó ông chỉ giảng ở trên mấy truyền hình rồi ông
cho lạy rồi nãy kia nọ rồi đơn sơ rồi cái ăn uống cũng không có bằng của chùa Nhân Đức nữa. Dạ. Chùa Nhân Đức là một người giàu cũng là một hộp cơm hay là ba trái dâm chôm, người nghèo cũng vậy thôi chứ không có phải như chùa của ông Phật Quang. Phật Quang là ai muốn xúc, ai muốn ăn nhiều cũng ít, ai muốn lấy về giấy này kia nọ, anh thấy là không được cái chỗ đó. Dạ. Ở bên bên thầy Nhân Đức thì bữa chiều rằm là em có ghé, em có ghé tính nói chuyện với thầy, nhưng mà lúc đó là thầy chưa đi chuẩn bị đi rồi nha. Là em ngồi em đợi hoài vì thầy đang tiếp là mấy chục Phật tử ở trong phòng á. Có người ra tiếp tụi em là hỏi tụi em ăn cơm chưa để dọn ăn thì đó là em chứng kiến đó. Rồi em cũng không biết thầy đi cho nên là tụi em đi về, nếu mà biết thầy đi thì bữa đó tụi em chờ rồi là tối rằm á, là tối chung tối rằm cái đêm tối 14 chứ không phải tối rằm, tối 14 á là cái đêm đó đêm Trung Thu chính luôn á. Là tụi em tính ra đó là coi chùa phát quà Trung Thu rồi đó, nhưng mà ra là quà chùa phát trước, để phát trước bữa cuối tuần để cho học sinh đi học. Đó thành ra tụi em cũng không có gặp được thầy. Rồi khi mà nhận được tin á, bác Sáu cũng là người quen của thầy đó, là tụi em mới tới trò chuyện đó. Dạ vậy mấy anh thì giờ cũng là một cái người Phật tử rất là thương quý mến thầy, mà em nghe nói tình hình là thầy nói trên mạng á là thầy hướng dẫn cái cách trị bệnh ung thư. Là cái kiểu như là mình tụng kinh niệm Phật rồi đó, mình lạc quan nữa thể là qua đó, nhưng mà cũng có người hiểu lầm là nói là giờ thầy bệnh ung thư, là em cũng đang phân vân, em cũng không biết làm sao. Thì nói thẳng với em như vậy nè, giả tỷ như mà mình bệnh ung thư thì tất nhiên á, cho nên Nhận Đức á, thì Nhận Đức kêu ráng niệm Phật để cái căn nghiệp của mình á, nó nhẹ nhàng, thì từ chỗ đó nó mới gom tụ lại, cũng như là cái cũng có tha thuốc thì nó mới lành. Mà mình không biết gì thì cái mục đó, cái nghiệp của mình nó nằm ở đó thì tất nhiên nó phải bị tàn phá thêm này kia nọ, ý nghĩa nó như vậy thôi. Cho anh có đạo anh biết á. Em nói thẳng anh vậy nè, nếu ông Nhận Đức ổng là một cái chánh hay nổi tiếng nước đất nước Việt Nam này, anh chỉ chấm một mình ông Nhân Đức thôi. Vấn đề ca múa hay mà không cho nó ca múa, hỏi em sống với ai? Đó, anh nói hơi nặng tiếng chút nha, em không cảm với anh nha. Tại vì anh em chưa gặp, khi nào có về Vinh Cô anh em điện cái số này anh ra nói chuyện rồi chơi. Anh tên gì? Vinh Cô Long Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Anh tên gì? Tên Sáu Thạnh. Tụi em hôm nay tụi em cũng vòng vòng ngoài Bà Rịa, đâu có biết đâu, nếu mà biết anh là tụi em chạy ra rồi gặp trực tiếp anh quay hình luôn. Tại vì nó thẳng mà anh quay hình ấy kỹ. Kỹ hả? Nói được rồi. Dạ. Nói em biết không, tại vì tụi anh cũng có lên chùa Nhân Đức. Rồi Nhân Đức thấy tụi anh thẳng thớm quá, Nhân Đức cũng cho mấy trái thanh long đem về. Rồi bao nhiêu ngàn ông Phật cho các nước Việt Nam, bao nhiêu cái máy. Rồi anh mới nói Nhận Đức 5 năm trước, anh nói thì nói trong máy rất là nhiều nha, đừng có léo lử mất công. Thì anh nói Nhận Đức 5-7 năm trước mà giờ léo lử qua cò me thì phải chịu cò me, nó chết mốc kìa chứ sao giờ. Anh ta cũng đã tha thứ rồi anh. Chứ em nghĩ vậy nè, nếu mà nước Hoa Kỳ mình gặp Mỹ Đen mình kêu làm sao? Thì mình cũng kêu Mỹ Đen, gặp Mỹ Trắng kêu Mỹ Trắng chứ mình... Như anh cũng như trình độ cũng như Nhận Đức thôi, anh cũng không hiểu nữa, anh cũng thấy sao anh nói vậy như Nhận Đức vậy thôi. Đó như là Minh Tệ Ti thì ông Nhận Đức ông cũng khen, thì tất nhiên là ông khen đúng rồi, em thấy ông khen chặt ra. Minh Tệ đi nổi, ông đâu đi nổi đâu. Ông cũng nói thiệt á, cái lòng của ông á, rồi những cái chuyện mà ông ngoài đời ông sai trái cái gì á, bây giờ ông vô chùa nó sự thật ông khai hết á, chứ chưa chắc có ông chùa ông sư nào mà khai á. Ăn thua là dám nhìn nhận hay không? Bây giờ ổng làm sao mà ổng buồn cái nông nổi nào mà ổng bỏ đi chùa, anh rất là buồn á. Bây giờ thì giờ chỉ coi được trên Zoom thôi chứ giờ cũng không ai kiếm được ổng nữa. Có một cái nói về cái vụ mà 2 tỷ á, thầy xin đi 2 tỷ đó, thì em cũng có nghe thông tin như thế này nè, cái lúc mà thầy đi á thì thầy có 16 tỷ trong tài khoản. Thì thầy chia hết á, với lại thầy cũng có cho tiền các cụ già mà em không biết là cho bao nhiêu đó, là thành ra bây giờ là không ai dám nói là không biết số cái con số chính xác.
Nhưng mà thực sự ra là thầy thầy đi là cái trong tài khoản của thầy là thầy giải tán hết. Chứ không có việc là xin 2 tỷ. Còn cái chuyện mà bán bánh cam á là thầy chỉ giảng thôi chứ chưa thật sự là thầy đi bán bánh cam. Hiện tại bây giờ rất nhiều Phật tử gọi điện thoại cho em nói một câu như thế này: nếu mà gặp thầy Nhân Đức, thầy Nhân Đức đồng ý, người ta sẽ đem thầy Nhân Đức về nhà. Đúng rồi. Đó, hiện tại bây giờ một người ở Sài Gòn, một người ở Bình Dương là nói chuyện với em á là người ta đem thầy về nhà nuôi đó. Nhưng mà em cũng không biết lý do làm sao mà giờ thầy là trốn tránh, em cũng không biết. Để giờ em cũng đang tìm để gặp trực tiếp thầy xem sao nè. Thì cái tính của ổng vậy em ơi, ý là ổng không muốn phiền nàng, tại vì ổng giảng đạo đã nhiều rồi, nên giờ ổng muốn phiền nàng anh em làng sớm tình nghĩa huynh đệ với nhau này kia nọ, ổng muốn lặn lội một mình ổng vậy thôi. Dạ. Từng đã từ ngoài đời ổng cũng mầm dập rồi, ổng mới té rồi đạo đức ông thấy linh nghiệm, ổng mới bạc bác anh em là phải gắng nghe Phật pháp này kia nọ. Dạ, thì bây giờ thầy có lẽ là thầy ẩn tu ở một cái cốc nào đó ở Đồng Nai á. Thì anh em nói anh nghe vậy nè, ổng là kêu bằng ổng đi tới đâu là biết bao nhiêu rước rồi, đến nỗi bản chất của anh bây giờ anh cũng mướt muốn rước ông về cái núi Long Hải của hai ông nội anh hồi xưa là 130 mấy, anh còn muốn rước ông về nữa. Dạ. Chỉ có một mình thôi nha, chứ không thừa ra tới người thứ hai đâu nha. Dạ. Một mình anh lên xuống cái hang đó thôi. Dạ, thì để khi nào nếu mà em có nếu mà có duyên á thì em gặp được thầy thì em sẽ xin quay một clip và em cũng sẽ giấu luôn địa chỉ, em không có nói địa chỉ. Dạ, rồi để nếu mà Phật tử nào á là muốn gặp thầy thì em hỏi ý kiến của thầy thì thầy cho gặp thì gặp, chứ mình không có làm ngang được. Thế một người biết á thì rất nhiều người biết. Một người nói thẳng này, ổng là quan trọng nhất á, tại vì anh đã dòm cái Long Hải có 10 mấy cái kiện chùa mà anh không lại là em nghĩ sao rồi. Dạ. Mà anh lại chấm ông Nhận Đức là trong cái từ cái chùa Pháp nó gần 5 mẫu mà qua Đại Đồng Lâm cả chục mẫu nữa, hỏi em á, ổng cai quản được hết mà ổng làm tròn mấy cái ngày lễ á, là không phải của anh còn phải trốn với ổng luôn á. Dạ. Nói thẳng em vậy, là phải kính nể người ta, dù người ta có học lớp mấy cũng mặc kệ, nhưng mình thấy người ta làm được. Yeah. Em nói thẳng luôn, em nói dùm lên mạng, nếu ông nào mà hơn Nhận Đức thì vô làm thử cho anh coi, đại cái chùa ông Nhận Đức. Yeah. Hát hò hay là gì đó. Dạ, rồi thôi, giờ em cũng cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe. Anh không nói tắc vậy thôi, rồi gắm vui vẻ nha, anh cũng ơn anh nhiều. Dạ. Em mình có dịp thì gặp lại rồi. Dạ.